Vâng, em chào tất cả các bác nha. Em về được một con lọc test GI20. Con này năm trước em bán được 2-3 con vậy á, năm nay mới có tới một con cho các bác. Đặc biệt cái dòng lọc xì này mỗi bên là 10 cần nha các bác. Và có đồng hồ vô điện 100V một của hãng test của Nhật Bản. Và nó có volume nha các bác, volume cho hai kênh luôn nha. Thì những con này nó rất là mạnh nha các bác. Nó tích hợp volume tổng cho hai kênh riêng biệt và chế độ chơi cho riêng biệt luôn, bát và bát chép và chép vân vân. Các bác có thể dùng nó làm con rề rất là hay. Về chất âm của con GI20 này tuyệt vời rồi. Con này về có quai luôn nha các bác và mới thiếu thùng xốp nha. Giá là 6 triệu nha. Nhiều con lèo cao cấp mà chưa chắc đa bằng những con này nha. Nhiều con 8 triệu đánh không bằng quan này. Tìm nó đơn giản nhỏ thôi, sexy vàng khì nha các bác. Các bác nào thích sự gọn nhẹ thì các bác chọn con này. 100V, đây là cổng tín hiệu vào input nha. Út, hai cổng út và hai cổng in nha các bác, rất tuyệt vời chưa, hai cổng út hai cổng in sexy vàng nha các bác, rất là mới nha. Giá 6 triệu cho các bác nha, giá tốt hơn năm trước luôn. Năm trước em bán là 6,5 triệu đấy, rất là mới nha. Vừa có thể làm lọc vừa có thể làm rề luôn. Nếu các bác có bao thì chơi con này, gắn vào những con bao. Có volume chỉnh rề và chỉnh bass mid chép ở chế độ chơi kênh, và cũng là volume cho channel 1 và channel 2. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào lấy thì con lọc này thì alo cho em. Giá 6 triệu bao ship nha các bác.